Ok, rồi vô ngoài rồi đó Bảo. Rồi, hello các bạn, mình là Sói Vua Gai. Hôm nay là trong một cái buổi cái buổi được gọi là Behind the Scene, một cái MV của Bảo. Dạ. Thì đầu tiên thì Bảo có thể chia sẻ về cái bài này không, và cái MV này không? So, bài này là chủ đề của bài này là sống dai. Thì tại vì em có một cái ý tưởng này của em là tại vì em cũng rap quá lâu rồi. Thì em nghĩ là giống ngồi đây anh, ngồi đây đi. Dạ. Thôi anh ngồi kế anh để cho dễ. Dạ ok. Ờ thank you Marcel, vừa nhường chỗ. Ok nói đi. Thì cái ý tưởng này là bắt đầu là thấy mọi người xung quanh, những cái người mà chơi rap chung á, họ cũng vơi đi từ từ. Và những cái người mà mình đã từng beef cũng vậy, họ cũng biến mất dần dần. Thì em thấy vậy thì em mới nghĩ là có lẽ là thằng có tài không nhất thiết là thằng thắng. Quan trọng là thằng nào sống dai thôi. Sống là cuối cùng đó. Yeah. Thì đó là cái bài của em. Nên khi mà em đăng cái demo á, thì có một người ở bên một người bạn làm ở bên Garena. Thì họ lấy cái họ thấy cái bài nhạc nó trùng với lại bên Free Fire. Bên họ có cái logo là sống dai là huyền thoại á. Thì ổng mới connect và Free Fire mới tài trợ để cho cái tất cả budget để cho cái bài nhạc này nó ra đời. Và đặc biệt thì rất là quý bên Garena là tại vì họ hoàn toàn không ép buộc là phải bỏ những cái game đồ vô, họ chỉ muốn là để cái logo của họ vào trong cái MV thôi và giữ nguyên si cái lyric của em. Nói chung là thank you Garena để cho cái sản phẩm này xảy ra. Thì các bạn có thể biết là gần đây á, mấy ngày nay là đang rất là dậy sóng cái việc về rap Việt, những cái chuyện chiến Bắc Nam đúng không? Thì anh thấy em Mirai có đăng một cái status là như là mình sẽ đứng ngoài cái cuộc chiến này đúng không? Em hãy chia sẻ rõ hơn về tại sao lại như vậy không? Em đứng ngoài cuộc chiến Bắc Nam nó hình như là 3 lần xảy ra mà năm nào cũng có cái kiểu như vậy mà 3 lần lớn nhất xảy ra, em 2 lần trước em đều đứng ở ngoài. Cho nên lần này em quyết định đứng ở ngoài luôn, và lý do là tại vì em thấy lý do nó không có được máu lửa. Kiểu nó giống như là fan miền Nam sẽ là nên fan miền Bắc sẽ cho fan miền Bắc, nó cứ vậy rồi xong rồi tách ra, bên Nam chửi, lâu lâu cái artist nào đó vô là miền Nam sẽ comment ha, xong miền cái gì đăng tin về miền Nam là miền Bắc vô comment nó cứ vậy hoài, nó rất là nhàm đối với em. Em từ đầu là em đã không thích vậy. Thì cái mà em muốn hồi xưa thì AC cũng đã làm một lần, là AC chửi miền Bắc để khơi dậy muốn miền Bắc đứng dậy để diss lại. Đó thì miền Bắc phản hồi là bằng cách là chửi hết nguyên cái miền Nam đó. Thì lần này cũng vậy, thì MCU cũng làm giống y chang AC, nhưng mà ngược lại thì mọi người có vẻ ủng hộ, mặc dù là cái việc làm đó y chang AC là cũng là tao miền Bắc giờ tao chửi hết nguyên miền Nam đó để cho tụi mày biết là miền Bắc tao ấy tao muốn gợi sống đó. Thì là mọi người em nếu như mà straight out nói như vậy thì em sẽ khá là vui, khá giống AC nói thẳng ra vậy đi, nhưng mà còn núp ở đằng sau một cái lý do cao thượng thì em thấy nó hơi kỳ. Cho nên là em nếu như á mà có diss nhau thì em nghĩ là nên cả miền Nam đè MCU, đè cái OVP ra chửi, chứ tại vì OVP không có đại diện cho miền Bắc. AC cũng vậy, AC G Family không có đại diện cho miền cả một cái miền Bắc. Cả một cái miền Nam. Khi mà em nói là tao đại diện cho miền Nam, ý của em ở đây chỉ là tao là người con miền Nam, tao đi đâu đó thì tao đứng ra luôn luôn hãnh diện là cái người Việt Nam miền Nam vậy thôi. Nhưng mà không thể nào mà dùng cái tiếng nói của một người mà nói cho nguyên một cái già. Thì đó là cái ý kiến của em thôi. Thì nếu như có chửi thì lôi cái OVP ra chửi, chứ lôi tự nhiên cái vì OVP đi chửi miền Nam mà lôi nguyên cái miền Bắc ra, rồi nguyên miền Nam chửi nguyên miền Bắc rồi... Anh cảm thấy đó là một cái cuộc đấu đá của những cái người fan thì đúng hơn á, kiểu như là đúng rồi. Họ muốn kích động lẫn nhau, giống như là y như là hồi đó là hai thằng đánh nhau cứ mấy đứa xung quanh á, đánh nó đi đúng không, kiểu vậy. Họ chỉ muốn dành vậy thôi. Anh cũng có nghĩ là bạn nào thích
Em nói là những bạn fan nào tụi bay thích tụi bay làm thì tụi bay online mà tụi bay làm, chứ đừng có cậy anh tít bia em mà tít anh chửi đi. Anh thấy nó rất là vớ vẩn luôn. Dạ dạ dạ. Thì em bởi vậy cho nên em luôn đứng ở ngoài trong cái chuyện Bắc Nam, tại vì tại chửi chung á thì nó lại không, giống như là nhiều khi ví dụ như em có những người mình quý như Đen Vâu hay là Đá Láp hay là như nếu như mình ảnh hưởng chung đúng không, ảnh hưởng rất là nhiều cho nên là thấy là cái việc chia ra như vậy chửi thì nó không hay, hay gì là cá nhân chửi cá nhân nó hay hơn. Dạ, đây cũng là một chia sẻ rất là nóng trong cái thời điểm lúc này. Dạ, cảm ơn Vray đã chia sẻ nha. Hôm nay chuẩn bị anh em ngồi nghỉ xíu rồi đấy, nhưng mà có điều là để trước khi mọi người chửi thì cái việc mà xảy ra mình không có nói là nó không nên hay là nó xàm hay là gì hết, chỉ là đối với mình thì nó không có là một cái lý do làm cho mình thích thú để mình bước vô thôi, chứ không có phải là nói là ồ mấy người đó đang chửi nhau là xàm. Không, người trong cuộc lúc nào cũng không thấy nó xàm, người ở ngoài lúc nào cũng nhìn thấy người chửi nhau xàm hết á, nhưng mà tới khi mà mình trong cuộc á là mình chẩu tới đúng rồi. Kiểu đánh nhau là đứng ngoài thấy nó dễ dâu, mà mình đã vô đánh là mình cứ đánh đúng rồi hết sức rồi đúng không, đúng rồi. Cho nên chỉ là nó không nó nhàm với mình thôi. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi cắt.